Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Thường thì quý cô bác chỉ ăn cà tím nướng với lợ cơm thôi phải không? Hôm nay em chia sẻ với quý cô bác một cách ăn cà tím nướng rất là ngon, đó là cùng với bánh tráng và chấm nước mắm chay chua ngọt. Nghe nó cũng là lạ phải không quý cô bác, nhưng hãy thử đi, nó rất là hấp dẫn. Nhiều hương vị nó hòa quyện vào nhau, tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn luôn ý. Về nguyên liệu thì mua rất dễ rồi, cà tím thì chợ nào cũng có bán hết. Nếu quý cô bác thấy thích món cà tím nướng cùng bánh tráng thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Ở đây em có 4 trái cà tím, khoảng 400g. Cà này là em vừa hái ở ngoài vườn vô luôn đó quý cô bác. Do là cà non và mới thì chắc chắn nó phải ngọt rồi. Cần thêm một ít hành lá cắt nhỏ, một ít đậu phộng rang. Gia vị thì gồm có 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay và nước mắm chay, dầu ăn. Còn rau ăn kèm thì quý cô bác cứ mua theo sở thích của quý cô bác là được ạ. Món này thì chấm với nước tương chua ngọt hoặc là nước mắm chay chua ngọt hoặc là tương xay. Và để gói thì đương nhiên không thể nào thiếu đó là bánh tráng rồi. Giờ thì xin mời quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Đầu tiên em sẽ đi nướng cà. Về nướng cà thì quý cô bác có thể dùng lửa than nè, hoặc là dùng nồi chiên không dầu như em để nướng. Dùng nồi chiên không dầu thì nó tiện lợi thật, nhưng mà nó không có mùi thơm của cà nướng. Quý cô bác nên nướng cà bằng lửa than nha. Cà sau khi nướng xong thì lột sạch vỏ như thế này. Nướng bằng nồi chiên không dầu á thì quý cô bác nên dùng cái tăm tre chúng ta xăm vài lỗ để khi nướng trái cà nó không có bị bung nở ra. Cà tím lột sạch vỏ sau đó tách thành từng sợi nhỏ. Tiếp theo em chuẩn bị một cái chảo, cho vào đó một muỗng canh dầu ăn, đun dầu cho nóng, sau đó thì tắt bếp, cho hành lá vào. Tiếp theo là đường và hạt nêm chay, khuấy đều, thêm một chút xíu nước mắm chay tùy theo khẩu vị của quý cô bác. Nếu ăn mặn thì dùng 2 muỗng cà phê, còn ăn lạt thì dùng 1 muỗng là được rồi ạ. Khuấy đều cho tan gia vị. Rồi dùng nước dầu hành này rưới lên trên cà. Rưới đều cho hết phần nước là được ạ. Tiếp theo nữa thì rắc lên trên một ít đậu phộng giã nhuyễn. Rồi, đã hoàn thành xong món cà nướng rồi đó. Bây giờ có thể thưởng thức rồi nha. Món cà nướng này ăn với cơm cũng được nè. Hoặc là chúng ta cuộn bánh tráng. Hôm nay em sẽ cuộn với bánh tráng nha. Thử một món mới lạ nhưng mà ăn thấy cũng bắt lắm quý cô bác à. Hãy làm thử nha. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Video của em đã hết rồi. Và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé.